Giá cà phê mới nhất ngày 28 tháng 11 năm 2023, thị trường trong nước tăng 600 đến 700 đồng kg, hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 58.200 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk 58.200 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 57.700 đồng kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ngày 27 tháng 11 năm 2023 ở mức giá khá với 58.200 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắng Nông, cà phê được thu mua với giá 58.300 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lá hôm nay được mua cao nhất. Ở huyện Cư Bờ Ga cà phê được thu mua ở mức 58.500 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Y Leo thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 58.600 đồng kg. Mưa trở lại vùng trồng cà phê chính và nhiệt độ cũng dịu lại tại vùng trồng cà phê chính của Brazil, khiến thị trường kỳ vọng nguồn cung vụ mới sẽ tích cực hơn. Tuy vậy, giới đầu cơ vẫn đặt cược vào việc giá cà phê còn có thể tăng, từ đó thúc đẩy các vị thế mua rồng chiếm ưu thế. Điều này khiến nguồn cung Arabica có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đủ khiến giá đảo chiều giảm trên thế giới, giá hai mặt hàng cà phê diễn biến trái chiều, trong đó giá arabica trên sàn New York và cà phê arabica Brazil đều giảm, cà phê robusta trên sàn London có xu hướng tăng. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 11, cao nhất 72.000 đồng/kg tại Bình Phước. Theo khảo sát, giá tiêu nằm trong khoảng 69.000 đến 72.000 đồng/kg tại thị trường trong nước. Theo đó, mức giá được ghi nhận tại hai tỉnh Đồng Nai và Gia Lai lần lượt là 69.000 đồng kg và 69.500 đồng kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang áp dụng mức giá chung là 70.500 đồng kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu ổn định tại mức 72.000 đồng kg và 71.500 đồng kg. Bước sang tháng 11, giá tiêu có xu hướng tăng trở lại với mức tăng 500 đến 1.000 đồng mỗi kg lên 68.000 đến 71.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu đen tăng trở lại do được hỗ trợ bởi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU và châu Á có dấu hiệu cải thiện. Mặc dù vậy, đà tăng có phần hạn chế do một số người kinh doanh cần vốn lớn để chuyển sang kinh doanh cà phê khi giá mặt hàng này liên tục tăng mạnh. Trong khi đó, họ đã bị chôn vốn ở tiêu trong thời gian dài. Do vậy, các đại lý bán ra nhiều để xoay vốn. Theo VPSA, Mặc dù điều kiện thị trường khó khăn trong đó thị trường EU và Mỹ trầm lắng hơn so với thị trường Trung Quốc nhưng ngành hồ tiêu đã đạt thành tích xuất khẩu tốt, tăng về số lượng tuy nhiên giảm về giá trị so với năm ngoái. Hiện Việt Nam đã xuất khẩu hết sản lượng thu hoạch trong năm 2023, dự báo từ đây đến cuối năm xuất khẩu sẽ phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho từ các năm trước chuyển sang. Tổng lượng xuất khẩu cả năm 2023 dự kiến vào khoảng 250.000 tấn. Lượng tồn kho 2023 chuyển sang năm 2024 sẽ thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.